Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh YouTube Tara của mình nha. Rất vui gặp lại anh em ở clip lần này. Mấy bữa nay mình làm video về sự kiện không à, không làm. Mình không có ra video cho anh em được. Ok, hôm nay sẽ làm một clip Tara đi Tết nữa nha anh em. Nếu anh em xem clip về Tara có thể là nhàm chán hay gì đó thì anh em có thể bình luận góp ý cho mình nha anh em. Ví dụ mình thích làm cái con gì hay này nọ, anh em có thể bình luận ở phía dưới phần bình luận để mình có thể ra clip nào đó vui vui hoặc là gì đó đúng cái sở thích của anh em để anh em coi cho nó đỡ nhàm chán nha anh em. Bạn biết mình xuống hơi trễ nên là để bạn Emily đi ra qua khỏi cái khu vực cấm rồi là mình không dí hạ bạn Emily kịp nha anh em. Ok, đối đầu mình hôm nay là bạn Emily, một vị tướng đường cấp cũng khá là ok nè. Hai vị tướng này chắc cũng cỡ ngang ngang cơ nhau, tùy vào cái cách chơi của mỗi người thôi. Mà nó có thể là ai có kỹ năng cao hơn thì sẽ thắng nha. Chứ hai vị tướng này nếu mà tướng solo kill thì có thể là cũng ngang ngang nhau. Mình cũng không phải là quá trên chơi bạn Emily đâu nha anh em. Ok, và mới vô thì mình cứ tận dụng cái lợi thế mà khi mà hết máu cái đam nó to là mình sẽ cố gắng mình dụ nó, kiểu như thấy mình hết máu ấy, nó ham đó. Ok, và một pha heo mạng của bạn Emily đó đưa bạn ấy về tới đàn luôn nha anh em. Ok, chiến mạng đầu dành cho mình, xem mình đã chết một mạng rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng đi farm ké mấy con quái của rừng em bạn nè. Ok, đi ăn trộm là cái nghề của mình rồi anh em ơi. Rồi bạn em đi này chắc chán sống nữa rồi, biết như vậy mà vẫn cứ thích lao ra. Một hồi rồi thấy mình mà cắm đầu mà chạy nè anh em ơi. Bạn Alexander chụp mà không cần suy nghĩ. Gặp mình là chụp, mình là chụp không cần suy nghĩ luôn em ơi. Ngán mình lắm hay sao, mình mới 2 công đâu mà. Ok, hai đứa mình lại solo với nhau, với đứa là 0-2 công và một đứa 2 công nha anh em. Hồi nãy mà mới vô mà solo còn không lại thì bây giờ 2-0 thì xác định luôn em ơi. Nó không phải là đối thủ của mình đâu nha anh em ơi. Mình cái chiến thuật của mình chơi Tara mình vẫn cứ hay thích núp bụi nha. Giống như kiểu sát thủ vậy. Nhưng không phải là sát thủ mà mình vừa núp vừa cấu rỉa vậy đó. Ok, anh em nào á thích núp bụi thì cứ chơi theo phong cách này nha anh em. Còn anh em nào thích mà bật co mà solo tay đôi thì ban trụ như vậy. Ok, ban trụ cũng là nghề của mình nha anh em. Mình mới núp vậy thôi chứ mình hổ báo lắm. Có cơ hội là mình ban trụ giết nè. Đừng có thấy tôi núp rồi tưởng tôi sợ nha anh em. Không có đâu, tôi đợi cơ hội đấy. Ok, và bây giờ là tỷ số 3-0 dành cho mình rồi anh em ơi. Ồ, vẫn còn ra nữa hả? Ra đây thì kiếm cơm bạn ơi. Thấy bạn Elixir lấp ló đâu đó. Em có lẽ là xuống đây hỗ trợ bạn Emily nha anh em. Mà mình đâu có sợ đâu. Cả hai bạn này quýnh mình chưa chết nữa đâu. Mình vẫn ham con bùa này lắm luôn anh em ơi. Ham lắm anh em ơi, được con bùa rồi. Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. Hay, hên. Cái đó không phải là hay mà là hên nha anh em. Này thì chụp ta nè. Này thì chụp ta nè. Thôi không kịp rồi anh em ơi. Đừng muốn chạy nhanh quá anh em ơi. Ok, 5-0 dành cho mình. Và khi đã xanh thì phải làm gì anh em? Xanh thì ảo tưởng sức mạnh chứ làm gì. Ok, trận đấu hôm nay thì cũng là một trận đấu mà mình cũng không hài lòng lắm. Lúc đầu mình rất là xanh luôn,
nhưng mà một xíu mình lại chơi ngu anh em ơi. Xăm nhiều quá thì lâu lâu đâm ra nó ảo tưởng sức mạnh. Anh em nhớ xăm thì xăm, cũng đừng quá ảo tưởng sức mạnh của mình nha anh em. Vì á 1-1 thì có thể là mình trên chơi người ta, nhưng mà người ta còn nhiều đồng đội lắm. Câu thì đánh lâu cũng chết thôi, nên là mình cũng đừng ảo tưởng sức mạnh quá nha anh em. Thứ tem bạn có con Alistair á, nó chụp rất là khó chịu luôn, nó chụp một cái là khỏi ra chiêu gì luôn. Nhiều lúc có anh team mà không kịp bật luôn nha anh em. Nên là mình đừng bất ảo tưởng nha anh em. Đừng có học hỏi mình nha, học cái gì học chứ đừng học qua cái ảo tưởng sức mạnh nha anh em. Ây da, lại kịch nữa rồi. Không, nhưng mà bạn ấy không đủ đam để giết mình đâu anh em ơi. Này thì làm chậm cho anh em quýnh nè, tao cũng quýnh được, để anh em tôi quýnh. Đồng biết mình chơi cũng rất là ổn cây này lên nha anh em. Combo nghe em, combo nghe em. Đem bạn không kịp lớn luôn nha anh em. Quay ra cũng là một vị tướng tương đối khó chịu luôn anh em. Một combo là một mạng, tuy nó thiếu cơ động một xíu nhưng mà ấy da, tôi tính luôn rồi mấy bồ tôi cứ quýnh hoài nhờ, để tôi lắm. 6-0 cho mình anh em. Anh em có thấy Tana cũng là một vị tướng đáng chơi hơn em, một vị tướng dễ chơi dễ đánh mà cũng không kém phần mạnh mẽ nha anh em. Hổ báo gì đó mình chơi vẫn ok luôn. Trâu bò mình có thể tha hồ mà quẩy nét em bạn luôn em. Giờ này nếu mà Lữ Bố solo với mình thì cũng không phải đối thủ của mình đâu, mình quá xanh rồi anh em ơi. Giới thiệu kênh YouTube anh em ơi, xanh xanh mới giới thiệu nha, còn có mấy trận mình chơi ngu thì thôi mình cũng dòm dòm, mình cũng lén lén im im để người ta cười chết anh em ơi. Ok, trận này xanh xanh rồi nên với bộ giới thiệu có ai chửi mình không. Ok, mình đang ở ngoài đường á nên có nhiều lúc nó cũng có hơi ồn ồn xíu nha anh em. Anh em thông cảm nha, nói chung là nhà nhỏ mà chật lắm, muốn làm video phải chạy ra ngoài đường. Rồi, đây một ba hổ báo từ mẫu giáo và cái kết nằm xuống luôn anh em ơi. Anh em nhớ đừng có hổ báo như mình nha anh em. Trời ơi, bọn em xuống bắn một cái thì thốn thôi rồi luôn. Ok, bớt ngu lại bạn, bớt ngu lại bạn ta ra ơi, chơi quá trời ẩu luôn rồi. Xanh một cái là mình ẩu. Có cái tật hổ báo không bỏ được nha anh em. Ok, muốn lên TV quốc tế thì lên, mình sẽ lên trong cái đoạn trailer ngay đầu luôn, anh em vô là thấy nha anh em. Cũng mong là các bạn, tem bạn có thể coi được cái video này. Không biết mấy anh em đó có xuyên mà lên coi mình đánh lại không đó. Mình đã nói rồi mà, lên có sẽ lên cho lên TV hết mà anh em. Giờ này thì thằng nào thấy mình cũng giật giật ra hết. Ây da, lại nữa anh em ơi. Một pha hồi ơi, cái đó chiêu một nó hồi vừa kịp luôn em, mình không xử lý kịp cái pha đó. Nếu mà pha đó nhảy qua được bụi cỏ là có thể mình đã sống rồi em. Pha ảo tưởng thì xử lý hơi cồng kềnh của mình. Ok, mình đổi mạng nhưng mà mình đã lấy lại được 3 mạng của tem bạn rồi. Tem mình chơi cũng rất là tốt luôn nha em. Có lẽ pha này mình chết xong rồi bồ mình nó ăn luôn rồi, không có đợi để mình ra tay nữa đâu anh em ơi. Em mình quá ép em bạn luôn rồi. Ok, và có lẽ trận đấu đã kết thúc tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip.
một trận đấu áo tố sức mạnh nhưng mà vẫn thắng nha anh em. Nhớ anh em hãy, anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha nha. Rất vui gặp lại anh em ở clip lần sau, hẹn gặp lại, bye bye.